Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Một thằng nhà gỗ này. Kẻ bạn ơi. Bên này á, đậu xem này. Yếu đâu? Mà nó còn nhiều lắm ông ơi, chịu đâu, chưa yếu đâu. À. Trời ơi, thân niên này, đáng thương chưa? Ông ơi, hình như là nó mặc cái bộ đồ mới đấy. Mình kêu nó mất tiêu rồi. Nó mặc cái bộ đồ, cái gì nhỉ? Bộ đồ mới ra trong cái quay kim cương đấy không đấy? Hoa mộc lan. Hoa mộc lan à? Mộc lan, không phải có hoa đâu. Mộc lan là một quả vừa kêu một đứa mộc lan xanh mộ bạn ạ. Để xem lượn lờ khu này cái chúng ta sẽ kiếm thêm mạng nha các bạn ơi. Ui. Sao bạn ơi? Đây mình đây. Sao Florian sắp đai chưa? Kiểu này máu nhìn nó trâu lắm anh em ơi, nó cân cả 2 cả 3 ấy chứ anh em. Đói, ui, bạn ơi, bạn đây, mình đây, mình đây. Đông quần máu kìa, đông quần máu kìa. Mình đây bạn ơi, đây. Ui giời ơi. Có ai không? Bạn ở đâu? Bạn ở đâu Hồ Nhi ơi? Không có. À, cậu vừa xét xí kẹo phách. À, trận đấu này có nhiều điều bất ngờ ghê ta. Hay là giết cả sĩ kẹo fake cả. À, bạn đã dám fake tên mình thế hả? Sĩ kẹo Ryu giết sĩ kẹo fake. Gắt. Đi các bạn ơi. Comment này coi. Nói các bạn ơi chứ còn là phải gọi là đi Hồ Nhi ơi đấy. Chứ làm gì có ai đâu. À, một đứa chơi súng bắn tỉa ngay trên đồi nhau nhá. Chơi luôn. Nó đang ở chỗ nào đấy? Thôi kệ đi, chạy thẳng lên mà quất luôn không ạ? Hình như nó có mỗi khẩu bắn tỉa thì phải. Cho. Wow, Hồ Nhi clear xong rồi nha em ơi. Nghỉ chơi. Cháu mới có được 2 kill thôi à? Mình mới có được 2 kill thôi à cậu? No. Bạn lừa mình. Bạn mấy kill không. Rồi, bạn lừa mình. Mình 2 kill thôi. Mình cũng 2, chúng ta là friend. Hết đồ rồi cậu ơi, cần gì nữa. Sao bạn, mình muốn đi kiếm mạng cơ. Kiếm mạng thôi chứ sao hả bạn. Ok, let's go. Người đâu rồi nhỉ anh em? Lúc nãy là mình có chức lượng ở đây thì phải này. Không biết là như vậy phải không nhỉ? Đó, nó còn thêm một ít đại tử liên nữa. Lúc nãy kẹo của lượm rồi. Let's go. Hình như phía trên nhà gỗ có người này. Ok. Ok, ok đây. Florian đừng nghĩ bị nữa chứ. Đừng bạn ơi, không có gì đâu. Mất hết tình anh em ra, Florian ơi. Wait, chúng ta có tình anh em sao? Chúng ta có tình anh em sao? No, Florian no die. But he don't die. He is a win, no die. Florian no die bạn ơi. Đem mình bạn ơi. Thôi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Ui. Bạn cái mạng của mình. Tình anh em chúng ta cắt đứt từ đây. Để mình làm lốt cho cậu. Cậu ăn được đâu. Thôi bạn ơi. À, bạn lại còn nói với mình như vậy sao. Tình anh em chúng ta cắt đứt từ đây. Not friend bạn hiểu không. Anh em với nhau sao cậu nói những lời như vậy. Không. Vì bạn ăn quá nhiều mạng. Mọi thứ kết thúc rồi. Không có tình anh em gì cả. Ơ tôi tưởng là ông vứt đạn xuống trường ra nữa cơ. Không. Ê, sát thủ nó lại nói Lan có mic bên ông rồi. Đâu nó lại đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. À. Sát thủ live stream chạy lên phía trên này anh em ơi. Không được top 1, thành ra chỉ còn lại 30 người xem thôi. Buồn quá. Wow, sao nó lại còn cứ á. Thì đâu. Thế thì ai xem? 30 người xem thế á? Gát. Ừ. Hãy kêu sát thủ về lại với team của mình đi. Đừng chơi solo nữa. Mình thấy thường nó bảo là nó sẽ cố top 1 này, chưa thấy top 1 nào. Wow. Fighting. Lên được thêm 9 người xem nữa cậu ạ, 39. Wow, thôi offline luôn đi ông ạ. Like cái gì đã like lắm các bạn đâu có xem đâu. Bảo nó like 1 tiếng thôi. Ôi, có xe à, chắc là có người ạ. Hey bạn ơi, lên xem bạn ơi. Hey you. Ê, à. Nhà này có người. Nhà nào vậy? Nhà trên này, trên này, trên này. Nhà này thì đó, phải không ạ? Nhà bên này, nhà bên này. Nhà gỗ này. Tôi nghĩ nhà bên này cũng có người chứ. Thầy cho nó bắn nhau mà. Chắc là có ông ơi.
No one, không một ai các bạn ơi. Trên này. À, nhà gỗ à. Chờ tí đây. Nhà gỗ cả, chờ tí bạn ơi, hai thằng á. Mình không có lựu. À, wow. Đây rồi. Kêu cho nó. Thôi xong. Thôi xong, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Tình nghĩa anh em chúng ta kết thúc rồi Huy Nhi ạ. Kết thúc là sao? Mọi thứ quá muộn rồi. Chúng ta bạn ăn quá nhiều kill. No. Chúng ta nói anh em. Chúng ta vẫn là anh em chứ thật. Kết thúc là điều mình không muốn vì bạn ăn quá nhiều mà. Wow, trong khi sĩ kẹo mà có 2 kill. Huy Nhi mấy kill rồi? Khai thật đi. Có 4 kill. No, chúng ta nói anh em. Mình sẽ đi bộ. Đừng chở mình. Ok. Nhau. Tình nghĩa anh em kết thúc. Wow, xin wow. Tình nghĩa anh em chúng ta kết thúc rồi. Bởi vì cậu ăn mạng gấp đôi mình. Tình nghĩa anh em kết thúc rồi Huy ơi. À, mình tự là thính cơ, mình tự là thính. Wow. Đi. Mình lại cứ tưởng là thính cơ. Nên là đang tính dựng bom keo chặn không cho bạn ăn. Oh. Sorry sorry. Ê, một thằng nằm giả chết đây. Nó nằm giả chết ông ơi. What the hell thằng này. Nằm giả chết à. Ui. Nằm giả chết và sức mạnh ghê gớm. Huân Nhi, Huân Nhi, Huân Nhi ơi. Huân Nhi ơi, coi thường người giả chết và sức mạnh ghê gớm. Sợ chưa? Mình đã bị trô nó mà nó khỏi dám trô nhá, sợ chưa? Không trô nữa nhá, sợ chưa? Chắc là Huân Nhi sợ sanh mộ rồi nha, mày lần sau làm sao mà dám trô nữa hả? Mình đã cho nó một con đường sống. Khi rút chảo ra bởi gạ, nhưng không, nó rút súng ra bắn mình. Nó rút súng là nó sấy cho bạn luôn chứ gạ gạ cái gì. Đứa nào thèm gạ với ông. Ông ăn quá nhiều mạng rồi nên là chết đi cho đỡ bị mắc nghẹn bạn ơi. Thế thôi, mình wow. Đi đây. Đó. No. Mình sẽ ăn nâng giáp bạn ơi. No, chúng ta vẫn là friend mà bạn. Sao bạn lại nói những lời cay đắng như vậy? Chúng ta là friend mà bạn. Đừng như vậy chứ. Đừng như vậy chứ Huân Nhi ơi. Đừng như vậy chứ. Huân Nhi ơi đừng như vậy. Hãy lên xe đi. Chúng ta là những người đồng đội cơ mà. Tại sao bạn lại có những hành động rẻ tiền như vậy? Ê, đúng rồi, bạn có thính chứ cậu. Người lại có thính á. Đây đây đây, lên xe ông ơi. À, ừ, thằng nào lái xe đấy, thằng nào lái xe đấy. Ok ok, có giỏi tông đi. Cướp xe nó không ơi. Ui thằng này chơi đây nhỉ. Nó vào Redcon kìa. Ừ cá. À thôi, nghĩ xe này đuổi được không? À không, nó đi ra phía hông ông ạ. Thằng này như kiểu lag nhỉ. Xe nó chạy kiểu giật giật ông ạ. Ừ. Trông kiểu như là khắm khắm bãi trưởng. Đây đây ông. Chạy theo cái kiểu lắc lắc giật giật, trông khó chịu vãi trưởng. Lên trên kìa. À, nó lên dốc không nhanh bằng tốc độ của mình bạn ơi. Nó chạy đường bằng mới nhanh thôi, lên dốc tuổi gì. À. Xuống xe. Xuống xe, quỳ xuống. Quỳ xuống. Thanh niên này. Ai đã bảo quỳ xuống mà không nghe cơ. Thế thôi, tôi với ông có xe của nó này. Cảm ơn thanh niên shipper nhá. Nó ship cho mình nguyên con xe chạy ngon anh em ơi. Thank you so much. Chạy đây bạn ơi, và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào Huân Nhi. Wow, còn lại có 9 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi các bạn ơi. Yeah. Sao bạn, sao bạn? Kẹo hiện tại chưa thấy thêm ai cả nữa anh em ơi. Vắng quá mà các bạn ơi. Ồ. Oh. Cho nhạc của người không ơi. Ê. Cho nhạc của người này. Ok. Cho nhà con. Ui. Cho nhà. Đậu xanh gắt vậy. Hơi gắt nha. Hơi gắt nha bạn ơi. Gắt vợ ơi. Ui đây đây. Mình đây bạn ơi. Nó đâu. Nó nhảy xuống trước không Nhi ơi. Ui, bên trên nữa. Gắt vậy. Căng quá nhỉ nha. Ui, trên dưới đều có người cả không ơi. Hơi bị ghê à nha. Trên dưới đều có người cả. Gắt.
Ok, đã xong. Thế còn thằng phía trên thì sao nhỉ? Lên trên, luôn, chết quất rồi. Thằng phía trên. Chết rồi á? Wow. Chết chưa ông ơi? Chưa, chưa chết cả. Ơ, hòm sao ở gốc cây cơ mà. Tôi tưởng nó đai rồi. Nhưng mà vẫn còn người. Mình có đâu chết người cả. Ghê. Ơ, thế còn một thằng ở phía dưới thì tôi vượt cứu thằng phía dưới này. Thế làm gì còn nữa hả ông? Hết rồi. Đào đâu ra lắm người mà kêu hả ông? Để con nào anh em ơi. Không còn ai ở trong khu này nữa cả này. Có mỗi một thính thôi mà các bạn lại bắn nhau căng thẳng quá nhỉ anh em. À, bạn có già. Úi giời ơi, được. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Khổ trước xương sau. Thế mới đau đầu. Bye bye. Khi bạn có ô da, mình nên lẻ. Đừng như vậy. Đừng như vậy. Bạn ơi đừng. Đừng như vậy chứ. Ui ui, cứu. Hãy bắn đi bạn ơi đừng. Tại sao mình không bắn? Tại sao bạn không bắn cái địch giúp mình? Bạn đã đi bắn xe mình. No. Mình no die. Mình phải win. Kẻ đi đâu em? À, căn nhà vàng bạn ơi. Nhà vàng nhá. Hơi gắt. Hôn Nhi ơi. Ui. Hai thằng. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu biết rồi bạn ơi. Chỉ vì bạn phá xe của mình rồi. Phá xe đồng đội và cái giá phải trả. Wow. Cái giá phải trả hơi đắt bạn nhỉ. Đắt nhỉ. Ừ, phá xe đồng đội và cái giá phải trả. À, một đứa chạy qua đây này. Một đứa chạy qua đây này, ok. Làm gì nhau? Nó vẫn đang cay đây ông ơi. Anh cho chúng vỡ đầu bây giờ. Em ok nè. Ok ông ơi. Đây này. Canh lại nó luôn chứ tôi ngại gì mà không canh. Hai đứa cứ đấy thủ ông ạ. Ui ui. Gát. Một thằng móc bên trong. Gắt bạn ơi. Ui, gắt bạn ơi. Gắt à nha, này. Mày lên bản điểm số nha. Lên bản điểm số này. Tính qua móc anh à. Láo này. Chúng mày định chơi chiêu dương đông kích tây à. Sai lầm rồi nhá. Sai người, sai thời điểm rồi em ơi. Chạy lên để câu ra thôi nha em ơi. Chuẩn bị top 1 rồi. Giết tiền. Ui, làm gì nhau? Xe đi bạn ơi, nào. Làm gì nhau? Câu ra này. Thằng kia sắp xanh mộ với kẹo rồi nha em ơi. Nó đâu rồi nhỉ bạn ơi? Nó chỗ nào nhỉ anh em? Thôi kệ đi các bạn ơi. Chạy lên thẳng phía trên rồi nhá. Đây bây giờ là còn lại 3 đứa nữa anh em ơi. Ok, cố gắng kiếm top 1 rồi nha các bạn. Bo thu xuống dưới chỗ nó thì phải anh em ơi. Pha này có lẽ hơi gắt. Nhưng mà không sao cả. À. Đang sấy mình nhỉ? À đang sấy mình nhỉ? Làm gì nhau? Anh lại sấy cho xanh mộ bây giờ em ơi. Làm gì nhau? Nào làm gì nhau? Nó tức là nó sấy được mình anh em ơi. Ok. Còn 3 thằng nữa anh em ơi. Chưa thấy cho nó đâu cả, mình thấy được vị trí của một đứa thôi. Hai đứa còn lại kẹo nghỉ ở phía trên kiểu gì cho nó cũng chạy xuống anh em ơi. Gắt. Nó lại gắt quá nhỉ các bạn ơi. Ok đây. Kẹo đang rất là hồi hộp rồi anh em ơi. À, 29 mắt xem rồi cả. Ghê. Chờ bo thu thôi mọi người ơi. Không thấy nó đâu cả anh em ơi. Nó chạy rồi. Xem chủ đường được bao nhiêu lần nữa nhá. Phía trên này kẹo nghi là có người anh em ơi. Không có. Uầy. Mình ngồi ngay đây là sắt bo hả các bạn. Ok ổn. Uầy uầy. Đừng.
Hơi đen. Số hơi nhỏ anh em ơi. Cuốn máu luôn vào ngay nhá. Số hơi nhỏ rồi các bạn ơi, let's go. Ui. Mong rằng là kẹo sẽ không bị sấy nha anh em. Ok, không sao cả. Thôi bạn ơi, mình không chạy xe đâu. Chạy xe mà chạy bộ. Chạy bộ được rồi bạn ơi, khỏi chạy cần xe đi. Xe sắp nổ rồi bạn ơi. Ok. À, thấy nó rồi ông ơi. Ngay chỗ hai cửa sổ này này. Tưởng đâu cơ? 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 Thanh niên xanh mộ nhà em. Let's go, còn lại hai thằng cuối này. Hai thằng cuối này mới khó khăn này ông ơi. Sắp top 1 rồi nha anh em. À đây. Bên này bạn ơi. Bên này bạn ơi. Đậu xanh này. Làm gì nhau? Đậu xanh này bạn ơi, làm gì nhau? Ui, làm gì nhau? Ok. Dê sồm à? À, dê sồm thì đai gì nhá. Ui, 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 đứng chân. Trên nhà. Đứng chân ở trong bạn ơi. Ê, à, thấy nó rồi. Cho nó qua đây tìm mình bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi, qua đây. Qua đây bạn ơi. Nó chưa thấy mình đâu. Bó thủ ngay đây cơ mà. Kệ nó. Cho nó đi tìm các bạn. Đây này. Đi tìm các bạn ơi. Ném hơi lỗi, không sao cả. Ok anh em. Chạy bọn em ơi. Qua đây em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi em ơi. Nhân giống. Easy quẩy thế nào anh em? Buồn. Sao bạn buồn? Vì sao Huy Nhi buồn? Lấy cho nó ra còn. Tâm một rồi các bạn ơi. À, tại vì bạn bắn xe mình và cái giá phải trả chứ Huy Nhi. Ok. Như vậy là trong cái video này thì kẹo đã được top 1 với 9 kill. Úi dồi ôi, Huy Nhi kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.